Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 27. Vì mẹ cầu thuốc. Ngoài việc tuyệt thực, cầu cho mẹ ngài mau hết bệnh ra, ngài còn đi khắp nơi thỉnh mời lương y về trị bệnh cho mẹ. Hòa thượng nghe nói ở Bối Âm Hà, nay là huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, có một hồ tiên, hồ ly tinh, rất hiển linh, thường ban tặng thuốc men cho người bệnh. Nên hòa thượng cũng đến đó quỳ luôn 3 ngày 3 đêm với lòng chí thành khẩn thiết cầu xin thuốc cho mẹ. Hòa thượng kể, lúc bấy giờ có người đồn rằng ở Bối Ấm Hà có một hồ tiên thường xem bệnh ban thuốc cho người rất linh nghiệm. Có người ở xa cả ngàn dặm cũng đến đó xin thuốc. Hồ tiên này có lai lịch ra sao? Đường lúc quân đội Nhật đóng quân ở đó, hồ tiên vốn ở trong doanh trại. Sau đó hồ tiên đủ quân Nhật bỏ chạy hết. Y đuổi họ bằng cách nào? Không biết quân đội Nhật đã bắt ở đâu ra rất nhiều người qua, rồi dùng xe lửa đưa họ đến Bối Ấm Hà. Đến nơi, vừa mở cửa xe, người ta ùa ra, tức thì rớt vào chảo dầu sôi, bị chiên sống mà chết tức tưởi. Lúc đó không biết có đến bao nhiêu người qua mà kể đã bị chết tươi một cách thảm thương như vậy. Có lẽ hồ tiên cảm thấy không vui khi thấy cảnh trạng ấy, nên liền biến thành một ông lão râu bạc phơ đến đấu với quân Nhật. Người Nhật thấy có một ông lão xuất hiện trong doanh trại, họ bèn cầm súng đuổi theo. Ông lão chạy vào kho đạn, không bao lâu kho đạn bị nổ. Vì bị nổ tung 2 lần như vậy, nên người Nhật biết không thể nào trú ở đó được nữa, và chỉ còn cách là rút binh thôi. Hồ tiên này có bản lãnh lớn thế đấy. Quân Nhật đi rồi, hồ tiên hiển hiện linh thiêng ban bố thuốc men. Bất luận người ở đâu xa tới cầu xin thuốc, họ chỉ cần dùng miếng giấy đỏ phủ lên cái chén, rồi đến đó quỳ khấn nguyện. Sau mở giấy đỏ ra xem thì thấy có thuốc hiện ra trong chén. Linh ứng như thế đấy. Tôi nghĩ nếu quả linh thiêng như vậy thì cũng nên đến đó để cầu xin thuốc cho mẹ. Tôi đến chỗ hồ tiên trong căn nhà trống, quỳ xuống cầu thuốc. Tôi quỳ cầu hết 1 ngày mà không có thuốc. Cầu qua 2 ngày cũng không thấy thuốc. Tôi nói, tôi quỳ 3 ngày, nếu cầu không được thuốc thì tôi không đứng dậy. Lúc đó trời lạnh mà tôi vẫn quỳ ở đó. Mở giải ra xem, thấy không có thuốc. Tôi tiếp tục quỳ, rồi lại dở giải đỏ ra coi thử, lại cũng không có thuốc. Tôi cứ thế quỳ hết 3 ngày 3 đêm. Tôi thầm nghĩ, phải chăng mình đã không thành tâm? Cũng không phải. Vậy chắc tại vì mình không có duyên với hồ tiên thôi. Bởi cầu không được thuốc nên tôi không cầu nữa. Bản thân tôi cũng biết về thuốc bắc, nên tôi đến tìm hốt thuốc cho mẹ tôi. Nhưng bà uống cũng không khỏi bệnh, và không bao lâu mẹ tôi qua đời. Ha ha ha,